Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lễ động thổ giữa màn đêm lạnh lẽo. Có một vụ việc khiến người dân xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An xôn xao từ làng trên đến xóm dưới. Ai nghe hoặc tận mắt chứng kiến sự việc đều thấy lạnh toát cả sống lưng. Đó là vào một đêm trăng, nhóm công nhân thuộc công ty xây dựng nhận thi công một công trình trên địa bàn. Cũng như bao đơn vị xây dựng khác, nhóm công nhân này đã thể theo đúng nghi thức của dân gian, tiến hành làm lễ động thổ trước khi bắt đầu thi công công trình này. Vốn dĩ vị trí động thổ đã được lựa chọn từ trước đó, nhưng để đảm bảo, nhóm kỹ sư vẫn tiến hành đo đạc lại. Từ đây, một vị kỹ sư trẻ quyết định thay đổi vào phút cuối. Thay vì theo kế hoạch ban đầu, nhóm kỹ sư đồng thuận theo vị kỹ sư trẻ kia chọn vị trí dưới cụm lau lớn nhất bãi đất này đặt cuốc động thổ, cũng chính là nơi họ vừa hóa vàng. Với hình thức tượng trưng, nhóm kỹ sư đặt những nhát cuốc đầu tiên xuống đất để hoàn thành nghi thức động thổ. Đúng lúc này, toàn bộ hệ thống đèn cao áp phục vụ công trình gặp trục trặc. Cả khu đất rộng lớn bất ngờ chìm vào bóng tối. Các công nhân, kỹ sư nhanh chóng xử lý trục trặc này. Họ lại tiếp tục công việc đang dang dở trước đó. Thế nhưng những nhát cuốc tiếp theo, họ lờ mờ phát hiện những vật thể lạ kỳ dưới lớp đất đá. Đào sâu hơn, họ kinh hãi khi dần nhận ra vật thể này là gì. Tầng đất đầu tiên được máy xúc bốc lên. Lẫn trong lớp đất đá, không biết vì lý do nào lại có một chiếc chăn hoa cũ. Có vẻ đã mùn, nhưng hình thù vẫn còn khá nguyên vẹn. Nhóm công nhân tiến lại gần kiểm tra. Họ lật mở chiếc chăn hoa thì cả nhóm rụng rời chân tay khi phát hiện thứ được bọc trong đó, một bộ xương người. Các công nhân ngay lập tức ra hiệu dừng thi công và báo cho công an tỉnh Nghệ An. Chiếc áo không phân hủy. Ngoài chiếc chăn hoa, tại hiện trường còn phát hiện một chiếc áo nữ. So sánh với độ phân hủy của xương và các vật dụng xung quanh, đây là hai vật gần như còn nguyên vẹn. Các hoa văn và màu sắc hiện lên khá rõ nét sau khi được làm sạch sơ bộ. Tại hiện trường phát hiện bộ xương trong chiếc chăn hoa, thời điểm đó có rất đông người dân có mặt, phần lớn là vì tò mò, bởi lẽ chuyện xuất hiện một bộ xương khô giữa bãi đất trống để không đã nhiều năm là việc có đến nằm mơ thì người dân xã Nghi Phú này cũng không thể ngờ tới. Giữa đám đông người vây kín khu công trường này, có một người đàn ông lặng lẽ chăm chú quan sát từ đầu đến cuối. Đó là Nguyễn Văn Huệ. Thời điểm cơ quan chức năng làm sạch chiếc áo, anh ta cố gắng tiến lại gần hơn. Khi chiếc áo xuất hiện màu sắc nguyên bản và những hoa văn trên đó, anh ta thất thần, hoảng hốt. Ban chuyên án lúc đó cũng đã giám định, bộ xương đã được vùi từ 10 cho đến 14 năm. Là nữ giới, tuổi từ 20 cho đến 25. Nguyên nhân sự thiệt mạng là do va chạm với vật cứng, đến nứt vỡ hộp sọ. Việc cần phải tiến hành bây giờ là làm sao để xác định được danh tính nạn nhân. Nếu làm xét nghiệm so sánh ADN thì phải so sánh với ai? Khi ban chuyên án đang truy tìm manh mối để tìm kiếm tên tuổi cho bộ xương bọc trong chiếc chăn hoa cô độc dưới đất lạnh lẽo hơn 10 năm trời, thì anh Nguyễn Văn Huệ đã tìm tới. Anh Nguyễn Văn Huệ đã khẳng định chắc chắn rằng chiếc áo được tìm thấy ở hiện trường giống y hệt chiếc áo mà chị gái của anh đã mặc vào buổi tối bị mất tích. Trên cơ sở những thông tin mà anh Huệ đã khai báo với cơ quan chức năng, ban chuyên án quyết định lấy ADN của anh Nguyễn Văn Huệ để tiến hành xét nghiệm quan hệ huyết thống giữa gia đình với nạn nhân. Sau khi tiến hành khẩn trương các xét nghiệm cần thiết, cơ quan chức năng đã xác định anh Nguyễn Văn Huệ có quan hệ huyết thống với nạn nhân. Trận đau đầu kỳ quái. Sau khi điều tra rõ các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan điều tra đã nhận định đối tượng tình nghi duy nhất chỉ có thể là người đàn ông tên Thuận, là người yêu của Hiền. Xí nghiệp 572 trước đây là một khu đất có hàng rào bao quanh. Phòng trọ của Thuận lại nằm trong khu đất này. 14 năm sau, thi hài của Hiền lại tìm thấy ở chính nơi này. Nhận định được đối tượng tình nghi. Thế nhưng ban chuyên án năm đó lại vấp phải một vấn đề vô cùng nan giải,
đó là không có bất kỳ thông tin nào của người đàn ông tên Thuận này. Gia đình và em trai của Hiền chỉ biết rằng anh ta quê ở Hà Nội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như sự phối hợp với Công an Hà Nội đã bước đầu điều tra được đối tượng tình nghi có tên đầy đủ là Ngô Xuân Thuận, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cơ quan chức năng đã tìm đến địa chỉ của Thuận và thật bất ngờ, hắn lại đang có mặt tại nhà, mặc dù theo thông tin thu thập được trước đó thì Thuận đang thi công công trình ở Sơn La và ít nhất một tháng sau mới về Hà Nội. Có một điều kỳ lạ nữa, đó là vào chính hôm người ta phát hiện ra bộ hài cốt của Hiền, Thuận tự nhiên bị lên cơn sốt và đau đầu ghê gớm. Cơn đau đầu kỳ quái, hành hạ hắn, kinh hoàng. Không thể làm việc được, Thuận phải xin chỉ huy công trường nghỉ việc về Hà Nội để khám bệnh. Vốn định về đến Hà Nội sẽ tới bệnh viện, nhưng không hiểu vì sao. Vừa về đến nhà thì hết đau đầu. Ít phút sau thì cơ quan chức năng có mặt tại nhà gã. Bộ mặt ác quỷ phía sau vỏ bọc hoàn hảo của tên kỹ sư bạc tình. Thuận được yêu cầu phối hợp điều tra về sự ra đi của chị Nguyễn Thị Thu Hiền. Hắn tỏ ra vô cùng hợp tác, thế nhưng trong lời khai của hắn có quá nhiều chi tiết mâu thuẫn và không trùng khớp với hiện trường cũng như kết quả giám định của cơ quan chức năng. Với kinh nghiệm và nghiệp vụ, ban chuyên án vẫn nhận ra nhiều sơ hở và yêu cầu Thuận phải thành khẩn khai báo. Thậm chí các thành viên của ban chuyên án còn dành thời gian tâm sự, khuyên nhủ. Lúc này Thuận bỗng thay đổi hoàn toàn thái độ. Đối mặt với việc hài cốt của Hiền đã được khai quật, hắn cuối cùng cũng cúi đầu xin một lần được ra mộ phần của người con gái đã từng yêu thương để thắp cho cô một nén hương. Cơ quan chức năng đồng ý với yêu cầu này của Thuận. Sau khi từ mộ phần của Hiền trở về, Thuận dường như điềm tĩnh hơn. Hắn cúi đầu thành thật kể lại toàn bộ sự thật mà hắn đã cố gắng chôn vùi suốt 14 năm trời ròng rã. Ngày hắn và Hiền còn mặn nồng, chuyện tình cảm đôi lứa cứ thế mà bén lửa. Chính vì vậy, cái đêm hôm đó, khi Hiền tìm đến tận lán trại của hắn, nói về cái thai trong bụng và đòi hắn phải cưới xin đàng hoàng. Dù chẳng biết liệu Hiền có dọa mình hay không, Thuận cũng vô cùng hoảng loạn. Thuận vốn chẳng muốn lập gia tề thất vào thời điểm đó, lại càng không muốn phải chịu trách nhiệm với đứa trẻ trong bụng Hiền. Nhận thấy người yêu không muốn chịu trách nhiệm, Hiền và Thuận đã xảy ra xô xát. Hắn đẩy ngã Hiền và đầu vào thành giường. Cô gái trẻ mất mạng, thương tâm. Thuận ngay lập tức lấy chăn hoa bọc thi hài Hiền rồi đem vùi ngay tại khu đất của xí nghiệp. Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành thực nghiệm điều tra đối tượng Ngô Xuân Thuận với hành vi gây ra sự mất mạng của chị Nguyễn Thị Thu Hiền. Tội danh của Thuận được nhận định là vô ý tước lấy mạng sống của người khác. Tuy nhiên với tội danh này, theo quy định của Bộ Luật Hình sự, đến năm 2004 đã hết hiệu lực khởi tố. Ngô Xuân Thuận vì vậy vẫn tại ngoại và không phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội ác của mình. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.